số trời đã định, thứ mà sếp gà thích thì sếp gà sẽ không bao giờ có được. Chẳng hạn như chiếc store tràn ngập figure như thế này. Đây là Hobbyverse, cửa hàng đồ chơi dành cho những người đam mê figure giống như tôi. Hoặc là sếp gà mà không đi được á. Đây là store thứ hai của Hobbyverse và địa chỉ sẽ nằm tại Vạn Hạnh Mall tầng 3 nha. Một cái mall mà trước giờ vốn cực kỳ nhộn nhịp rồi nên vị trí của Hobby Store phải nói là cực kỳ hợp lý luôn. Nào, cùng tôi vào khám phá đủ các thể loại figure trong đây nha. Ngày đầu lên tới 1 tỷ lần á. Đồ chính hãng xịn mà. Vào thôi. Vừa vào cửa hàng, đập vào mắt tôi là nguyên cái kệ trưng bày mấy em figure bóp mặt tỷ lệ 100%. Nhỏ xíu mini nhìn dễ thương. Nhưng mà chưa hết nha, đây mới là đặc biệt nè. Em figure Molly. Bên kia là em Demon nha. Hai em này tỷ lệ 1000% luôn. Nghe nói đầu 2, 3, 4 triệu vậy đó. Nhưng mà nhìn cái mỏ xinh xinh dễ thương. Mà còn chỉnh được nón nữa nè. Xịn xò thật sự. Kế bên hai em Molly và Demon hồi nãy á, thì chúng ta sẽ có hai cái bảng display figure của bóp mặt tỷ lệ 100% nha. Đây, em nhìn nè. Có rất là nhiều chủ đề luôn và rất là nhiều figure luôn. Mình đặc biệt thích cái chủ đề của các em figure là The Aviator này, hay là Destroyer hay là Red Picker. Nhìn khá là ngầu. Ở đây còn có bịch kẹo nữa. Tôi nhìn lạ phết. Quên kia, quên kia. Nhưng mà cái bản display bên này tôi mới ấn tượng nhất. Đây là collection của Molly full bộ màu luôn nha. Tỷ lệ 400%, cực kỳ độc và lạ luôn. Tôi là tôi thích cái màu đen này lắm nè. Không biết là có lấy ra được mà. Không được à? Không được thôi. Nhưng mà chưa hết nha. Đằng sau đóng figure bóp mắt hồi nãy lại tới figure của anime Kimetsu no Yaiba nè, Jujutsu Kaisen, One B Naruto, Tokyo Revenger nè. Và một điều rất là đặc biệt mà mình thấy ở Hobbyverse Store chính là họ chia ra những cái khu vực trưng bày những cái thương hiệu figure khác nhau. Giống như ở đây chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ có bóp mắt nè, Lego nè. Cái này chúng ta sẽ có ban Crystal của Bandai cũng cùng là Hobbyverse. Cái việc mà chia các khu vực rõ ràng như vậy á, sẽ làm cho những collector này, những cái người chơi figure dễ dàng tìm kiếm những cái figure mà họ yêu thích hơn. Cực kỳ tuyệt vời. Nói tới bóp mắt nãy giờ, thầy em có thắc mắc bóp mắt là gì không? Bóp mắt là một thương hiệu figure nổi tiếng đến từ Trung Quốc nha. Họ nổi tiếng với những cái hộp Lightbox như thế này nè. Đó. Thì một trong cái hộp Lightbox này á, nó sẽ có một trong các nhân vật của cái collection đó. Ví dụ như ở đây mình sẽ có collection Panda, hai Panda. Thì ở đây chúng ta sẽ có 12 hộp tượng trưng cho 12 cái character ở trong cái bộ sưu tập đó. Mua một hộp thì mình sẽ nhân phẩm, test nhân phẩm của anh em xem là sẽ ra được con nào trong đây. Và bóp mắt sử dụng rất là nhiều IP, những cái sản phẩm trí tuệ của rất là nhiều họa sĩ nổi tiếng khác để tạo nên những cái collection này. Như ở đây chúng ta sẽ có thấy Skull Panda phiên bản khác, và một cái Skull Panda phiên bản The Warm, hay là những cái Skull Panda phiên bản The Man of Animals. Nói chung á, khi mà mình nhìn vào trong những cái figure này, nhìn kỹ hơn ở đây thì mình sẽ thấy được cái chi tiết của nó cực kỳ đẹp luôn nha. Những cái màu sắc được tô lên của những cái họa sĩ này phải nói là tuyệt vời. Thì ngoài những cái IP, những cái sản phẩm trí tuệ của những cái họa sĩ khác á, thì bóp mắt cũng kết hợp chung với những cái brand rất là nổi tiếng như là DC nè, hay là bên kia là Garfield nè. Justice League ở đây sẽ là siêu anh hùng với phong cách của bóp mặt nha. Nhìn cực kỳ dễ thương và xịn sò luôn. Và có một cái điểm đặc biệt mà nếu anh em chú ý á, là trong mỗi cái playbox này nó sẽ có secret, có nghĩa là một cái character rất là hiếm. Thì những cái character hiếm này khi mà em mở ra, anh em có thể sử dụng nó để mua bán hoặc là trao đổi với những collector khác. Một cái điểm rất là thú vị cho cái việc sưu tầm figure đúng không? Thì giá dao động của một cái hộp bóp như thế này sẽ tầm 230-260 nghìn. Thì mình thấy là giá rất là ok luôn. Trước khi Hobbyverse Store mở ra phân phối những cái sản phẩm bóp mắt như thế này á, thì nếu mà anh em collector muốn sưu tập những cái em bóp mắt này á, giá sẽ đôn lên 280-290 nghìn. Tại vì anh em phải order nơi nước ngoài về. Thì từ ngày có Hobbyverse thì mọi chuyện rất là dễ hơn cho anh em collector bóp mắt đúng không? Và tới phân khúc người lớn hơn, những người đam mê lắp ráp chi tiết á, thì chúng ta sẽ có Lego. Ở đây sẽ có rất là nhiều mô hình Lego, xe hơi nè, xe van nè, xe đua nè, chất lượng hoàn thiện cũng như là chất lượng sản phẩm của Lego thì khỏi phải bàn rồi đúng không? Đúng. Một con này thì sẽ tầm khoảng 7 triệu. Không nhiêu á, 7 triệu. Ôi trời ơi. Còn đây là khu vực của Banresto của Bandai nha. Thì Bandai và Banresto nổi tiếng với những mô hình PVC chi tiết cực kỳ cao luôn, độ tỉ mỉ phải nói là tuyệt vời luôn. Thì họ chuyên về những cái figure của manga là anime nổi tiếng. Như ở đây chúng ta thấy là One Piece nè. Rồi, sếp gà lại bắt đầu tiếc nuối đây. Goku Dragon Ball nè. Rồi dưới đây là có Gundam chuyên của Bandai và Banresto luôn. Ở đây chúng ta sẽ có One Piece nè. Rồi đây là One Piece luôn. Ở One Piece lắm thế. Một con này tầm 1.6 triệu. Con này 1.2 triệu. Tuyệt vời. Mà nhắc tới Bandai thì không thể nào quên Bandai Candy được. Bộ sưu tập dành cho những bạn đam mê những cái thứ nhỏ nhỏ như là móc khóa nè, hay là mô hình lắp ráp nhỏ nhỏ. Thì đây chúng ta sẽ có Gundam nè. Ở dưới đây chúng ta còn có Pokemon nữa, dùng để làm móc khóa. Qua tới gian hàng của Hobbyverse thì thứ mà tôi đặc biệt chú ý tới là Liên Minh Huyền Thoại. Còn game mà tôi yêu thích, đây mình sẽ có AC nè, mình sẽ có Thét nè, có Wukong nè. Đi một vòng anh em có thể thấy rồi đó. Chất lượng hoàn thiện của những cái figure của những thương hiệu như là Bandai, Lego, Banresto hay là những cái sản phẩm Hobbyverse nói riêng á,
phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn. Độ tỉ mỉ trong những cái chi tiết nè, màu sắc nè, độ nổi khói trong cơ bắp phải nói rất là tuyệt vời. Thế là nếu mà anh em thích á thì anh em có thể đến ngay Hobby Verse ở Vạn Thành Mall cầu 3 nha. Từ 2 tháng 2 2023 đến hết ngày 16 tháng 2 2023, anh em mua sắm tại Hobby Verse Vạn Thành Mall còn được tham gia vòng xoay may mắn cơ hội trúng thưởng đến 100% luôn á. Mua sản phẩm bóp mắt có hóa đơn trên 600k sẽ nhận được một live box bóp mắt nè. Còn hóa đơn trên 3 triệu sẽ nhận được một CDU luôn á nha. Thế là kết thúc một ngày tham quan Hobby Verse Store ở Vạn Thành Mall rồi. Nếu anh em yêu thích figure và là Weibo giống như tôi á thì nhớ đến ngay Hobby Verse Store nha. Đi còn có quà mang về nữa. Bye bye anh em.